các bạn ơi, đây là cái hũ xoài ngâm, xoài non ngâm chua ngọt đấy. Mình vừa mới làm xong, nó rất là ngon và hấp dẫn. Bây giờ các bạn chỉ cần để từ 2 đến 3 ngày là có thể dùng được nhé. Thì các bạn thực hiện với mình theo cái video sau nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video về món xoài non ngâm chua ngọt nhé. Cái món này rất là ngon mà mùa này là mùa xoài đang đến rồi ạ. Ở mình thì rất là nhiều xoài non như này. Các bạn có thể lấy những cái quả xoài non nó vừa mi sụng ấy, ở dưới gốc cây, khi mình nếu nhà mình có cây xoài, hoặc là mình có thể mình ra chợ mình mua những cái quả xoài non như này. Và những cái quả xoài non rất là cứng nhá và vẫn còn tươi như này nhá. Và bây giờ đây mình sẽ chuẩn bị, đây là 500g xoài non này, 200g đường này, 20ml nước mắm này, một chút muối hay hạt này, và một bát nước để dùng để ngâm xoài này. Còn ở đây nước để nấu nước để ngâm xoài là khác, còn nước này là để rửa xoài. Còn nước để ngâm xoài ở đây là để nấu nước, ở đây là mình sẽ dùng 300ml nước với 200g đường và 20ml nước mắm. Bây giờ mình sẽ nấu cái nước đường trước đã nhé. Cái nước đường này nó rất là quan trọng để ngâm xoài. Các bạn cho mình này, đây là 300ml nước lọc này. Đổ cho mình đường 200g. Các bạn đun cho đường với nước hòa tan với nhau, sau đó các bạn mới cho nước mắm vào nhé. Nước mắm nếu mà cái vị của nó nhạt thì các bạn cho khoảng 25ml nước mắm, còn nếu mà vị nó đậm thì các bạn cho 20ml nước mắm như mình nhé. Cho nó hòa tan và nó sủi 1 đến 2 phút thì mình mới cho được cho nước mắm vào được. Và tắt bếp luôn, không để đun lâu để mất cái mùi của nước mắm. Trong cái đun này mà các bạn nào mà có ớt tươi ấy, thì ớt bột ấy, thì các bạn rắc một ít ớt bột vào thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ càng cay, và càng nếu bạn nào thích ăn cay ấy, thì như thế sẽ rất là cay và hợp ấy. Còn nếu bạn nào mà muốn ăn bình thường thôi, cay ở mức vừa phải, thì tí nữa các bạn cắt cho mình khoảng 2-3 quả ớt tươi cho vào thì mình cũng không cần ớt bột nữa. Thực ra ớt tươi cho vào nó rất là cay rồi, một cái ớt tươi nó cay tự nhiên ấy. Xí sủi như này rồi, bây giờ các bạn cho mình 20ml nước mắm vào. Vậy các bạn tắt bếp với mình nhé. Tắt bếp nhé, chỉ đun như vậy. Và các bạn để cái nước này nó thật nguội, sau đó mình mới cho vào cái hũ để mình ngâm xoài nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi sơ chế xoài. Để ngâm xoài, bây giờ các bạn chuẩn bị cái ấu nước nhé, để mình rửa sạch, sơ chế xoài và ngâm xoài. Cho một muỗng muối vào, cà phê muối, để thành nước muối loãng, để mình hòa tan cái nước muối loãng này. Ớt chuẩn bị 3 quả, tí nữa cho vào cái nồi nước mắm để mình ngâm. Không cho luôn nhé, không ớt nó sẽ chín mất. Khi nước mắm nó nguội thì mình mới cho nhé. Rồi, hòa tan. Hắt nước này. Mình ngâm xoài làm 2 lần. Một lần với nước muối, một lần với nước lạnh, nước đá. Vì sao lại ngâm 2 lần? Vì lần thứ 2 là ngâm như vậy là có tác dụng là để cho xoài của chúng ta nó giòn hơn. Lần đầu ngâm là để có với nước muối loãng này thì có cái tác dụng là làm cho cái nhựa trong quả xoài này. Các bạn nhìn nào, xoài này có cái nhựa này, làm cho cái nhựa trong quả xoài này của chúng ta nó sẽ hết khi mà chúng ta ngâm với nước muối. Ngâm nước muối khoảng 15 phút sau các bạn rửa thật sạch nhé, sau đó thì mới ngâm với nước đá. Tuy nó rất là đơn giản nhưng nó sẽ có một cái món chua chua ngọt ngọt dần ngon ấy, cái món chúng ta có thể dùng để ăn trong mùa hè này, ăn chơi này, hoặc là làm gần như là một loại dưa muối khi chúng ta ăn đồ nướng, đồ chiên xào, hoặc là ăn chơi chấm với muối ớt nếu mà vị nó vẫn còn nhạt đấy, cho quả ớt và muối trắng các bạn dã bạn chấm. Vì là xoài non cho nên các bạn bổ làm đôi được như này, các bạn bổ làm đôi được, tách làm đôi luôn này, và các bạn
Nếu mà nó mà to quá thì các bạn có thể cắt làm bốn nhé, quả xoài làm bốn nhé, không thì để làm đôi. Quả này nó hơi to thì mình cắt làm bốn nhé, ngâm luôn vào cái ống muối nó ăn trở lại. Quả này mình gọt tương tự nhé, tách làm đôi xong, gọt xong mới tách nhé, không là nó sẽ khó gọt. Có cái nạo thì các bạn nạo, nhưng mà quả nhỏ này thì mình nghĩ là gọt nhanh, nhưng mà khoảng chục quả xoài thì chúng ta gọt mất khoảng 5 phút. Cây xoài nhà mình cho lên xoài có quả to quả nhỏ. Xoài non nên các bạn làm cách này ăn nó sẽ rất là giòn mà lại có vị chua chua ngọt ngọt. Bây giờ cứ gọt đến hết. Cắt nhỏ bớt cho nó dễ ngấm nhé. Quả nào nhỏ thì mình không cần cắt, còn quả nào to thì cắt nhỏ hết. Khi gọt xong á, mình sẽ ngâm khoảng 15 phút. Sau đó các bạn rửa thật sạch lại nhé. Rửa thật sạch lại và ngâm vào nước đá khoảng 1 tiếng cho xoài nó giòn. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Khi mà chưa làm mình đã thấy nó rất là hấp dẫn. Khi mà ngâm thì nó sẽ màu vàng rất là đẹp. Bây giờ các bạn cho một bát nước lọc vào nhé. Cho mình đá. Đá vào để mình ngâm. Để cho một phần nước đá lạnh để cái xoài này chúng ta ấy, khi mà mình ngâm nó sẽ rất là giòn. Ngâm cho mình khoảng 1 tiếng. Khi mình ngâm được khoảng 1 tiếng này các bạn, với đá lạnh như này rồi, quả miếng xoài rất là lạnh rồi. Giờ mình sẽ đi để cho thật ráo nước, hoặc là các bạn lấy nước đun sôi để nguội các bạn trần qua nhé, để cho khi mình ngâm thì nó không bị váng. Các bạn lấy nước đun sôi để nguội các bạn trần qua và để ráo nước nhé. Sau khi chờ đợi mình sẽ cắt mấy quả ớt này vào cái nồi nước mắm mà mình đã để nguội. Các bạn có ớt bột thì cho thêm ớt bột nhé, không thì chỉ cần ớt tươi như này thôi nhé, không cần bỏ hạt đâu. Cắt ba quả ớt. Để cả quả cũng được, nhưng mà mình cắt như này thì nó sẽ cay hơn đấy. Tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình cái hũ này, có hũ vịt thủy tinh cũng được, hoặc là hũ nhựa này cũng được, nhưng chứ không dùng hũ kim loại nhé. Cái nọ này các bạn khô khô nhé, hoặc là mình giấy mình khăn sạch các bạn lau cho khô nhé, và trần qua nước đun sôi để nguội. Và bây giờ xoài đã ráo hết rồi, mình sẽ xếp xoài vào, rất là đơn giản thôi. Từ 2 đến 3 ngày là có thể dùng được. Nhưng tốt nhất là các bạn để 3 ngày cho nó ngấm.
nếu có tủ lạnh thì để trong tủ lạnh nhé, cho xoài càng giòn. Còn nếu không thì các bạn cứ để ngoài trời. Nhưng mà nếu để ngoài trời thì chỉ ăn trong tuần nhé. Còn để tủ lạnh các bạn có thể ăn được lâu hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vào. À, các bạn lưu ý là các bạn đổ làm sao cho nó ngập nhé. Nó xâm xấp như này nhé. Thì nó sẽ ngấm, nó sẽ ngon đấy. Và mình sẽ ngâm từ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà từ 3 ngày là ngon nhất. Có thể cất luôn vào ngăn mát tủ lạnh hoặc để ngoài trời khoảng 1 ngày. Sau đó các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Nhưng mà mình đã làm xong rồi đấy ạ. Khi ngâm cái này nó sẽ nhìn nó sẽ màu sắc nó rất là giòn và ngon. Cái màu sắc thì rất là vàng và rất là giòn và ngon.